chào tất cả các bạn. Hôm nay mình quay lại với một video giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm phải nói là cực kỳ hot và vừa mới được ra mắt ở tại thị trường Việt Nam. Và mình nghĩ đây cũng là một sản phẩm rất là nhiều khách hàng và cũng như là rất là nhiều bạn có nhu cầu để tìm hiểu và tìm đến sản phẩm này là một giải pháp giải trí cho gia đình mình. Thì các bạn đã biết qua về thương hiệu là Dun, là những chuyên gia về những cái sản phẩm POC và những đầu phát HD dành cho chiếu phim giống như là Vũ đã kinh doanh trong thời gian vừa qua. Thì hôm nay Dun nó ra một cái sản phẩm có tích hợp cả Netflix mà rất là nhiều khách hàng trông chờ vào cái sản phẩm này. Đó chính là tích hợp Premium Netflix do Plyson Netflix cung cấp chính chủ cho hãng Dun này. Và nó được lấy tên vào một series là Homatic. Đây, Vũ sẽ lấy cho các bạn trước màn hình đây, các bạn đây là giao diện Android TV 11. Đấy, thì đầu tiên á thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái ngoại thất và cái thiết kế của con này. Sau đó mình sẽ đi với phần mà những tính năng và những ứng dụng, sau đó mình sẽ nói về phần mà cấu hình kỹ thuật cho các bạn cùng nghe. Đây là phần thiết kế của Homatic. Thì các bạn thấy về nó rất là nhỏ gọn, nó nằm trong cái bàn tay của mình rất là đơn giản. Và về thiết kế và những điểm nhấn của con này thì rất là vuông góc, và mặt trên nó ốp cho mình một cái phần thiết kế về cái phần mà nhôm, phần nhôm phay các bạn, nhìn nó rất là sang. Và con này nó được bo cộng với kích dưới các bạn để cho nó tốt về cái việc mà nó có thể thoát tản nhiệt ở cái phần dưới đấy, nó có những cái chân cao su dưới này nè. Và mặt trước nó hỗ trợ chúng ta một cái đèn led, nó sẽ có hai màu thôi, đó là một là màu xanh dương, hai là màu đỏ để thông báo cái chế độ mà ngủ đông hoặc là chế độ mà đang hoạt động đó. Về xung quanh thì thiết kế rất là đơn giản và nhỏ gọn, và độ hoàn thiện khi mà cầm trên tay rất là đầm, rất là chắc, rất là xịn, nó giống như một con Apple TV các bạn, chúng ta phải đánh đồng là như vậy. Độ hoàn thiện rất là cao. Rồi về cái con này thì nói về những cái ngõ kết nối á, thì nó sẽ có thứ nhất là một ngõ nguồn DC 12V. Thì cái nguồn này nó sẽ rất là phù hợp cho những khách hàng mà ở nước ngoài hay hoặc là ở trong nước. Các bạn có thể xài một cách rất là đơn giản, trong nước hay nước ngoài chúng ta xài được điện 110, điện 240 hay là bất kỳ nước nào đó, thì chúng ta sẽ yên tâm về cái sản phẩm này. Cái thứ hai mà cái con Homatic này á, nó làm được một cái mà so với những cái con box ở trên thị trường hiện nay, chính là cái ngõ mạng LAN Internet. Nó hỗ trợ là băng thông đầu vào đến 1000 mê, tức là gấp 10 lần đó, so với những con mà cùng phân khúc. Như vậy thì nó sẽ giúp cho các bạn trải nghiệm về cái những cái trải nghiệm mà về internet, nó sẽ mượt và nó nhanh hơn rất là nhiều. Cái thứ ba là ngõ kết nối thứ ba là HDMI. HDMI thì họ cấp cho mình một cái ngõ HDMI là chuẩn 2.1, và chuẩn bảo mật của về HDMI là HBCD là 2.2, rất là chuẩn. Chúng ta có thể xem được những bộ phim ultra hay là những xử lý 4K thì nó rất là mượt mà nó không có sợ bị giật lắc. Và đương nhiên chúng ta phải nên kèm chung với, nếu mà chúng ta có những cái nhu cầu cao, trải nghiệm cao, thì chúng ta nên thêm một cái dây HDMI xịn bằng quang thì chúng ta sẽ tối ưu hơn cho việc mà cái tốc độ đường truyền và đường dẫn đó. Và con này nó hỗ trợ cho chúng ta thêm một ngõ nữa là chính là ngõ AV, là ngõ 3.5. thì cái ngõ này nó sẽ phù hợp cho những khách hàng nào mà không có những cái tín hiệu âm thanh đầu ra, ví dụ như là không có optical, không có coaxial, mà chúng ta sử dụng những âm ly analog như là âm ly Yawasuyong hay là mấy cái âm ly mà đời xưa á, thì chúng ta có thể vẫn sử dụng được con này và lấy tín hiệu âm thanh stereo rất là bình thường, hoặc là những TV đời cũ có thể lấy được hình ảnh 480. Con này thì nó chắc chắn là nó sẽ có ngõ optical rồi. Đây là cái ngõ rất là quan trọng mà mình cũng đang rất là cần thiết cái ngõ này trên một cái box mà có hệ điều hành song song, hai hệ điều hành đó, optical, để chúng ta lấy tín hiệu này chúng ta ra karaoke. Hoặc là chúng ta có thể lấy ngõ optical này để chúng ta kết nối với lại những hệ thống âm thanh TV mà hỗ trợ optical tối đa chỉ được 5.1 thôi ha. Mọi người lưu ý chỗ này. Rồi, và thêm một ngõ dẫn thì cái này họ một TC, nhưng mà cái này thì họ chưa phát triển, họ sẽ update trong firmware sắp tới của họ. Ngoài ra chúng ta có thể kết nối thêm một số dữ liệu, ví dụ như là USB 2.0 để chúng ta kết nối, ví dụ những con chuột, bàn phím hay nói chung linh hoạt, nó giống như một con set-top box Android ngày xưa mà Vũ đã bán cách đây 4-5 năm trước vậy đó. Và một ngõ kết nối USB 3.0 để tăng tốc độ đường truyền, để đọc dữ liệu, ví dụ như ổ cứng, hard drive gì đó, nó sẽ nhanh hơn, đọc file karaoke, file phim nó sẽ mượt mà, nó mạnh mẽ hơn, và copy nó cũng sẽ nhanh hơn nữa. Như vậy là sơ qua thì các bạn ở nhìn ở phía sau đây, mặt đáy dưới các bạn thấy không, tại vì thường nếu mà chúng ta nhìn ở về mặt trước á, chúng ta sẽ nhìn về ở đây nó chỉ ghi chữ là Homatic thôi, nên các bạn sẽ nghĩ là đây không phải là của sản phẩm của Dun. Nhưng mà trên thực tế đây là Dun kết hợp và họ tạo ra một sản phẩm, là đây nó có ghi là
Dun HD Homotics Box R4K Plus. Đó. Các bạn có thể truy cập vào trang web Dun, chúng ta sẽ đọc được cái sản phẩm này, thông tin chi tiết sản phẩm đầy đủ và cấu hình cũng khá là đầy đủ. Rồi, ok. Như vậy là một sản phẩm box nhỏ gọn và cầm rất là đầm tay, rất là xịn sò. Và mình cũng sẽ thông tin cho các bạn luôn về cái sản phẩm mức giá. Nếu mà chúng ta mua box không, nó sẽ rơi đâu đó khoảng tầm 4,5 triệu. Nhưng mà ngoài cái box này ra, hiện tại nó chỉ xem được những giải trí online, xem phim ổ cứng, offline, Netflix và những cái ứng dụng trải nghiệm khác giống như Apple TV vậy các bạn. Thì Vũ sẽ tích hợp con này luôn là cái file karaoke vào. Cái ứng dụng karaoke thì sẽ giúp cho cái con Android Box này, như trước đây Vũ đã từng làm, nó sẽ có khả năng karaoke được, chất âm hay và trải nghiệm mượt mà và cấu hình cũng rất là mượt mà. Đó, bây giờ mình sẽ cắm điện vào cho các bạn xem. Thao tác rất là mượt mà và nó tích hợp luôn có cả Google Assistant trong đây nữa, nên là về cái nhận diện giọng nói á, nó rất là chuẩn các bạn. Hôm nay mình quay một video, mình muốn nó chân thật nhất, mình muốn cho các bạn coi thực tế nhất. Đấy các bạn, nó đang khởi động đây bạn, đây là màn hình khởi động. Rồi, sau khi khởi động thì mình sẽ đi sơ qua về cái tham số cấu hình của cái con này cho các bạn cùng biết ha. Đối với con này là con chip S905X4 và dòng K. Và cái dòng này á, nó được cấp một cái license chính chủ cho những cái định dạng xem phim. Ví dụ như là Dolby Vision, Dolby Atmos nè, hay là DTS á, là một cái định dạng mà gọi năm nay là chính chủ, không phải là setup lậu giống như những cái Android Box ở trên thị trường hiện nay. Thì đó là một cái hay, tại vì cái khi mà cái gì xài vào bản quyền á, thì nó trải nghiệm sẽ mượt mà nó trơn tru hơn và nó công ta không có bị những vấn đề lỗi hay là những vặt nữa. Con này có CPU A55 4 nhân, và về cái phần RAM của con này các bạn, RAM con này là 4GB, bộ nhớ trong của con này là 32GB. Và một con này ngoài ra là cái mạng LAN, thì cái phần update về phần cứng về Wi-Fi của con này hiện tại là đã hỗ trợ đến là Wi-Fi băng tần 6 rồi các bạn ha, thì là tương đối là nhanh rồi. Về hình ảnh thì con này đang sử dụng là hình ảnh là 4K 60 frame, HDR và HDR 10 cộng đầy đủ hết. Nói chung là những cái TV hay là những cái máy chiếu mà xem phim gia đình thì con này, nói về hình ảnh thì không cần phải nói nữa và không cần phải bàn cãi nữa, vì là Dun đã làm rất tốt và đã xây cho mình một thương hiệu ở thị trường Việt Nam rất là nổi tiếng rồi. Đó, giờ mình chỉ có dựa vào những cái sản phẩm mới và tích hợp nhiều công nghệ thế này để mình ứng dụng ra, mình làm những cái phòng giải trí có thể là karaoke được, có thể xem phim được, nghe nhạc được và đa năng được, TV đồ nữa, chứ mọi thứ nó đầy đủ. Rồi, như vậy là nhìn chung tổng quan thì mình đã nói sâu vào cái cấu hình, rồi cho đến cấu hình bên trong cho đến ngoại thất của con này, rồi nói về phần cứng của con này cũng khá là đầy đủ rồi. Thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn trải nghiệm những cái tiện ích mà khi mình trải nghiệm thực tế trên cái màn hình này để cho các bạn có thể thực tiễn hơn. Do mình quay review thì mình sẽ sử dụng màn hình này chưa được 4K, thì do mình đang custom lại cái phòng phim đó, thì hẹn các bạn video sau mình sẽ quay các bạn 4K và chúng ta sẽ coi màu sắc của cái con này phát lên trên màn chiếu nó ra như thế nào. Còn bây giờ mình sẽ dùng tạm để các bạn trải nghiệm và ứng dụng độ mượt mà của con này. Ok. Rồi, ở đây các bạn thấy không? Giao diện cái con này hiện tại là nó đang sử dụng hai hệ điều hành song song các bạn ha, hệ điều hành Linux của Dun cũ và hệ điều hành là Android TV, giống như cái TV smart của bạn như Samsung đó. Tại vì khi mà họ tích hợp như thế này vào á thì nó sẽ rất là lợi, là vì nó sẽ thành một cho các bạn một đầu phát, có một cái thói quen người dùng thường xuyên. Ví dụ những khách hàng đang xài TV á, chúng ta có nhảy qua cái đầu này chúng ta xài nó cũng rất là đơn giản, cũng rất là dễ. Rồi, mình sẽ chạy thử. Đầu tiên thì ở đây giao diện mình đã cài một số app các bạn xong hết rồi. Nói chung là cài sẵn hết. Tại con này hiện tại vẫn, khi mà mình đang review cái video này thì con này vẫn được chưa tung ra mắt ở thị trường Việt Nam. Sau video này thì khoảng một tuần sau thì con này sẽ chính thức là bán ở thị trường Việt Nam các bạn ha. Đấy, tại vì trong những ngày qua là mình đang test và mình trải nghiệm để mình đánh giá nó, mình review cho các bạn coi. Rồi, thì ở đây nó có YouTube, nó có Netflix, nó có Premiere, rồi đầy đủ hết. Rồi những cái player của con này, và đây là phần mềm mà karaoke, SK Player, karaoke player, thì phần mềm quá quen thuộc đối với Vũ rồi, những khách hàng mà mua hàng của Vũ đó, mình đã kết hợp vào sẵn. Spotify, Zing. Thường thường những cái Android TV á, là các bạn sẽ không cài được cái ứng dụng là web, nhưng mà do cái cấu hình của con này nó cao và nó hệ sử dụng hệ điều hành Android 11, nên cái con này các bạn có thể cài được cái là duyệt trình web nha, nên có thể xài duyệt trình web bình thường. Chúng ta cài FPT các cộng gì đó đầy đủ đó. Rồi, đầu tiên thì về mình sẽ không có loa ở đây,
mình sẽ kết nối với cái loa Bluetooth này đấy, để cho các bạn cùng trải nghiệm. Đây mình vô phần cài đặt, vô phần điều khiển, mình kết nối lại với cái bồn. Rồi, ok, mình đã kết nối được với Bo Mini rồi. Mình chúc cho các bạn nghe nhạc cho dễ. Ví dụ như những trường hình này thì đối với mình, cái con remote của Dual đợt này tích hợp kết hợp với lại Homotic các bạn, thì chia sẻ mình mong muốn cái trải nghiệm của cái remote này nó sẽ tối ưu hơn. Và Vũ cũng sẽ có một cái sản phẩm remote dành riêng cho cái này tối ưu hơn nữa. Nhưng mà đầu tiên mình sẽ review những cái sản phẩm remote mặc định của nó. Thì mặc định của nó là mình quan tâm nhất á, chính là cái giọng nói rất là chuẩn, nhận diện rất là ok. Cái thứ hai là những cái phím nhanh. Những phím nhanh đây, các bạn thấy những phím nhanh này thì nó sẽ có bao gồm là YouTube, Netflix, rồi những cái Premiere bấm nhanh. Nhưng mà đặc biệt những cái phím này chúng ta không nhất thiết là phải cố định, và chúng ta có thể customize cho nó được. Và chúng ta có thể add những cái tab nào, tab này vào để chúng ta truy cập những cái gì mà chúng ta thường xuyên chúng ta xài nhất. Thì chút mình sẽ làm thử cho các bạn xem luôn. Vậy mình sẽ chạy thử trước. Đầu tiên là mình sẽ khẳng định về là cái con Dual này đã chạy được Netflix chính chủ. Đầu tiên mình sẽ vào cái truy cập của Netflix trước ha. Rồi, mình vào Netflix. Đây, thì các bạn thấy giao diện này Netflix chúng ta sẽ thấy rất là giống với lại cái TV Samsung, những cái LG hay là những cái Sony mà chúng nhà. Thì đây là những cái bản Netflix Android TV chính chủ. Đối với những cái âm thanh với hình ảnh do TV hiện tại, cái màn hình mình đang sử dụng demo cho các bạn là những cái màn hình chỉ là 1080 thôi. Thì nếu mà chúng ta gắn vào TV 4K thì ở đây nó sẽ hiện một số icon như là 4K Ultra hay là 4K HDR hay là Ultra HD gì đó, nó sẽ định dạng theo cái khả năng mà TV bạn có thể nhận được. Còn đối với cái con này nó support ra được hết, đều giải mã được hết ha các bạn ha. Rồi, âm thanh thì có 5.1 hay là có Atmos hay là có âm thanh vòm thế nào thì trên đây đều hiển thị hết. Đấy, mình sẽ play nha. Các bạn biết không, tại hiện nay á, là những cái Android box mà không chính chủ Netflix, Android box nha, không chính chủ Netflix á, thì nó sẽ bị một cái tình trạng là hình ảnh nó sẽ không có được rực và nó chuẩn như thế này. Cái thứ hai nữa là về cái phần âm thanh, nó sẽ không hỗ trợ ra một số định dạng âm thanh mà như là những phòng phim. Chúng ta chỉ coi được hai kênh thôi. Đó là cái khuyết của những cái box mà không có license chính chủ của cái nhà hãng lớn họ đưa vào. Đấy, còn cái này nó có đầy đủ thì chúng ta sẽ trải nghiệm hết full, đầy đủ tính năng cả. Rồi, ok, mình sẽ play thử bộ phim nào đấy. Mình đây, mình ví dụ các bạn đây này, ở đây là hiển thị là âm thanh không gian, các bạn thấy không? Đó, nhưng mà cái này mình đang xài Bluetooth, kết nối tạm cho các bạn nghe thử thôi. Rồi, ok, như vậy là mình đã play một bộ phim để cho các bạn thấy là thật sự là nó đang phát được full. Đấy, các bạn thấy nó rất là nhanh mượt đúng không các bạn? Đấy, để mình tua qua một đoạn đi. Đấy. Đấy, không. I'm not on anybody's side. We don't have to shoot him. Congrats. Rất là đẹp. Đây chỉ là 1080 thôi các bạn, nhưng mà thấy rất là đẹp. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt trường hợp đây mà là 4K thì các bạn thấy như thế nào? Hình ảnh nó sẽ như thế nào? Rồi. Ok, để tránh bị bản quyền nên mình sẽ không play Netflix quá nhiều. Và một cái nữa mà mình nói các bạn là cái đầu này mình muốn nó tích hợp bao gồm cả karaoke, nghe nhạc, xem phim offline, online, xem TV, truyền hình, xem camera hay là karaoke. Nói chung là mọi thứ giải trí nó nằm trong một cái cụm này thôi, duy nhất thôi. Thì ở đây, mình ví dụ mình đang ở trong Netflix thì mình sẽ đã custom cái con remote này rồi. Thay vì chúng ta phải những cái on box đó, chúng ta phải là bấm lên, bấm xuống, bấm qua, bấm lại, bấm tới, bấm lui để chúng ta chuyển qua một ứng dụng mới và phải chờ. Thì ở đây mình sẽ cần bấm nút thế này thôi. Như vậy là nó đã chuyển qua cái karaoke, chỉ một thao tác thôi. Ví dụ chúng ta đang xem phim thì chúng ta play cái là âm thanh xem phim ra, hình ảnh xem phim ra. Rồi khi chúng ta muốn karaoke, chúng ta chỉ cần bấm một nút thôi là nó chuyển qua karaoke hẳn luôn. Chúng ta không cần phải bấm tóm luôn. Các bạn thấy nó rất là nhanh và rất là hay đúng không? Và nó sẽ cho các bạn cái trải nghiệm rất là tốt. Ở đây á là nhạc trong ổ cứng rồi các bạn. Nhưng mà mình không có cho chạy trên đây, mà mình đang sử dụng lấy dữ liệu từ đám mây. Đây là nhạc ổ cứng nha các bạn, lưu ý nha. Đấy, đây là nhạc ổ cứng hết chứ không phải là nhạc trên YouTube. Và con này có thể khả năng là hát được karaoke, YouTube và online. Thì cái này mình không quảng cáo thêm nữa vì mọi người cũng đã biết rồi. Cái này chúng ta cần truy cập vào cái app karaoke của SK Play thôi. Phần mềm khá là nổi tiếng, và nổi tiếng về cả cái sự mượt mà nữa, và cái trải nghiệm mà chọn bài nữa.
Đó, thì chúng ta chỉ chọn trên đây thôi, là những cái bài hát karaoke trên đây là nó đã hiện ra rồi. Và mình sẽ bấm thử chọn một bài ha, bấm vào chọn, trên màn hình nó sẽ đã nhảy. Đó, bạn thấy không? Đấy, rất là đơn giản. Rồi đó, ok, mình sẽ giảm volume đây. Đấy, nhưng mà thật sự nếu chúng ta thích giảm remote thì cũng được. Rồi bây giờ ngoài việc khi mà đang karaoke này, mình muốn quay trở lại với Netflix, mình cũng chỉ cần một thao tác nút bấm thôi. Rồi, là mình đã trở lại xem phim. Và mình rất là nhanh, sự chuyển đổi giữa các nhu cầu sử dụng rất là nhanh, nó không có rườm rà nữa. Và chúng ta bấm chọn, thậm chí là mình không cần phải, nếu mà chúng ta thao tác chỉ một hai lần một ngày thì chúng ta không cần phải nhìn cái remote nữa, mình cầm trên tay thôi, mình có thể bấm được nhu cầu vị trí, chúng ta không cần nhìn nữa, chỉ nhìn màn hình thôi, chúng ta không nhìn đâu cả, chỉ nhìn màn hình thôi. Đó, rất là dễ, một cái trải nghiệm một ngón cái rất là ok. Đấy, rồi. Và một điểm nữa mà mình muốn các bạn lưu ý, mà cái con này nó khác so với những con Unbox ở trên thị trường, là khi mà do dung lượng nó lớn và khả năng chạy ngầm nó rất là tốt, thì khi mình đang chuyển qua bộ phim như thế này và mình muốn chuyển qua karaoke, và karaoke hiện tại vẫn đang chạy ngầm, nó hiểu rất là thông minh, khi mà mình chuyển qua karaoke là phần mềm karaoke nó sẽ được chạy luôn các bạn, nó không có khởi động lại mà nó sẽ chạy luôn, và nó sẽ refresh lại cái bài mà bạn đã từng thoát ra. Mình sẽ bấm thử nha, nó sẽ load lại cái bài mà bạn đã từng phát ra hồi nãy mình đã chọn, tức là nó sẽ chạy tiếp chứ nó không ngưng, hoặc là những cái bài mà chúng ta đã chọn nó sẽ lưu ở đó. Đó, rồi chúng ta coi phim, chúng ta quay lại, ví dụ ta muốn chuyển ngược lại thì nó không bị mất đi. Nó một điểm rất là hay mà con này đang làm được, mà mình đã test trực tiếp cho các bạn xem đi luôn. Rồi, bây giờ mình xem karaoke xong, mình muốn chuyển qua YouTube để mình coi những cái chương trình hay là YouTube Kids cho con các bạn hay là như thế nào, chúng ta có thể coi được một cách thoải mái, đơn giản, đầy đủ. Đó, coi nói chung là đầy đủ, và cái này nó có giọng nói. Bây giờ chúng ta muốn hát karaoke trên YouTube thôi thì chúng ta giữ karaoke Bolero. Đấy, vậy thì chúng ta bấm play, giờ chúng ta đã ca, giống như TV nhà thôi. Và chúng ta nhận được âm thanh optical từ cái con Dune này, những cái phần cứng này âm thanh rất là hay. Đấy, mình sẽ tăng volume lên. Đấy. Rồi, mình chỉ demo nhẹ ngắn ngắn thôi để giúp cho thời gian video nó giảm lại, tại vì nó rất là nhiều thứ. Rồi một cái nữa, mình đã soi cái sản phẩm này, là so với những cái thiết bị ngoại thiết bị mà bóc khác hay là những đầu phát khác, khi mà chúng ta mà tăng giảm cái âm lượng volume như thế này nè, là nó sẽ bị cắt ngoãn. Ví dụ âm lượng đang lớn thì chúng ta mà bấm nhanh mà cho nó về không á thì nó mất hẳn luôn, cảm giác nó rất là bị cục. Nhưng mà còn đây, khi mà chúng ta âm lượng lớn á mà chúng ta bấm nhanh về không á, thì âm lượng của cái đầu phát này nó không cho chúng ta hãm liền, mà nó sẽ giảm từ từ xuống, giống như cái đèn downlight vậy các bạn. Chúng ta tắt công tắc nó tắt hẳn, hoặc là nó tắt xong rồi nó sẽ chớp mờ xuống và nó tắt hoàn toàn, cảm giác nó nhẹ nhàng hơn, và bài hát lúc mà tăng lên đến mà giảm xuống chúng ta không cảm nhận ra được điều đó. Rồi, như vậy là mình đã review sơ cho các bạn một cái đầu mà trải nghiệm rồi. Mình nói về những cái thiết bị, những cái tính năng ngoại vi khác đi. Rồi về karaoke là chính nè. Và rồi về xem phim Netflix đã xài chính chủ nè, YouTube nè, và thao tác nè, mượt mà đầy đủ hết rồi nè, dễ dùng nè. Đấy, âm thanh nữa, rồi hình ảnh nữa của Dune thì không cần phải bàn rồi. Nếu nói về những sản phẩm mà về hình ảnh chuyên về xem phim phòng HD thì mình không nói lại nữa, tại vì Dune nó cũng đã một là đã có tiếng về hình ảnh rồi. Đó, nên mình không sẽ review. Đặc biệt nữa là cái con này nó sẽ không chạy những MX Player này á, là khi mà mình đang review ở đây cho các bạn á, là mình đang con này gọi là con mẫu. Nó chưa có phiên bản Media Center. Thật ra con này có thêm một cái gọi là Media Center của Dune, chạy bằng app trên đây là nó y chang một Dune luôn. Mình mới gọi là hai hình hình nó giống nhau. Đó, nhưng mà do mình play phim mình sẽ sử dụng tạm là MX Player. Còn khi mà các bạn mua trong tuần tới thì nó sẽ có Media Center trong đó luôn rồi. Đấy. Rồi mình sẽ play thử cái MX Player để mình xem một bộ phim. Các bạn chờ mình xíu nha. Dữ liệu trong đây á, là mình đang lấy dữ liệu ổ cứng của karaoke. Nên thật ra những khách hàng chúng ta, một, chúng ta sẽ có thể mua ổ cứng rời để chứa dữ liệu karaoke. Hai là chúng ta sẽ dữ liệu chứa phim và ổ cứng karaoke trên mạng gia đình của chúng ta, làm nội bộ không dây. Thì cái việc mà nếu mà có chung luôn á, thì chúng ta tiện lấy ra lấy vào. Nhưng mà nếu không có chung luôn, chúng ta có thể sử dụng như vậy thì máy này nó sẽ chạy đơn thuần như vậy thì nó sẽ bền bỉ hơn, nó không bị nóng bởi cái đầu ổ cứng. Nhưng mà nếu có ổ cứng thì cũng sẽ tiện cho mọi người hơn. Nếu mà gia đình thì chúng ta chỉ cần xài thôi thì chúng ta cũng không cần thiết. Đấy, thì mình vào cái
mạng nội bộ của mình là dữ liệu. Đấy, chúng ta vào cái phần phim ha. Mình đây là cái karaoke đó bạn, đây là những cái file karaoke nãy mình mở cái phần mềm á, thay vì mình đọc ổ cứng thì mình nó đưa trên mạng nội bộ nên mình đã truy cập được nó không dây hoàn toàn đó. Rồi bây giờ mình sẽ demo với các bạn một bộ phim. Phim demo. Do là TV mình không phải là cái màn hình đang demo các bạn, không phải là màn hình 4K nên mình không test được 4K. Hẹn các bạn video sau mình sẽ test 4K cho các bạn xem. Rồi, mình sẽ cho Xbox. Đấy, mình sẽ bắt đầu play. Đây, đây là những bộ phim demo mà trong ổ cứng á các bạn. Đấy. Âm thanh cũng vậy nha các bạn, âm thanh hiện tại á là âm thanh này chỉ là âm thanh hai kênh lấy từ Bluetooth thôi nên không ra. Đây là file này, file chuẩn để ở trong phòng phim á thì chúng ta mới nghe được. Đấy. Đấy. Mình muốn test để coi những định dạng file Asmod này là nó điều play lên hình nó như thế nào. Để bạn các bạn chờ mình xíu. Và con này đọc được những cái 3D side by side đồ đầy đủ hết nha mọi người ha. Demo frame. Phim 3D, video demo, phim demo. Thôi mở Thúy Nga đi cho các bạn dễ nè, cơn mưa băng giá nè. Đấy. Bắt đầu lại nè. Đấy. Đây là những file chất lượng cao các bạn ha. Đó. Mà những anh mà chơi phim hay những anh chơi hay lót led đồ này nó hay nghe những cái file này. Dung lượng nó rất là lớn, chúng ta cần phải ổ cứng lưu trữ. Đó. Đọc rất là mượt. Mình enter rất là nhanh. Đây. Các bạn thấy cái độ loát không? Đọc mạng nội bộ không dây các bạn. Rồi, để tránh dính bản quyền các bạn, để nên mình sẽ giảm volume luôn. Rồi, mình sẽ tắt đây đi. Rồi, như vậy là mình đã review khá là đầy đủ về một sản phẩm này, làm rất là nhiều tính năng. Hình ảnh xịn 4K 60 frame, rồi HDMI chuẩn ARC nhưng các bạn ha, đủ license nha. Các bạn để ý nha, để chúng ta mà đánh giá được một sản phẩm chất lượng á, ngoài việc chúng ta nhìn cái phần vỏ và những cái việc làm được á, nó nằm ở bên trong nữa. Là ví dụ những cái bóc, nằm là cái bóc ở ngoài đi, mình không muốn mà review và để đưa thương hiệu người khác ra. Mình sẽ nói các bạn sẽ tự trải nghiệm. Khách hàng á, thì khi mà chúng ta sử dụng con này, con kia nó cũng để chữ HDMI ARC, con này cũng để HDMI ARC, nhưng mà khi chúng ta mua về chúng ta trải nghiệm á, HDARC nó kia nó không hoạt động, đối với mình là nôm na là hàng phát á, nó không hoạt động được và nó chuyển qua hồng ngoại hết cả. Còn riêng với con này nó chuẩn HDMI ARC, đầy đủ license đàng hoàng chính chủ, nên khi mà HDMI ARC mình stream, mình tắt TV, mình tắt receiver, mình tắt máy chiếu hay là mình tắt những thiết bị TV khác ngoại vi là kết hợp với nhau chỉ với một nút bấm, rất là đơn giản và nó hoạt động rất là tốt đó. Rồi, ok. Như vậy chắc mình sẽ kết thúc cái video này tại đây. Mình đã review của bạn cũng khá là đầy đủ rồi. Về mức giá thì hiện tại con này là như mình chia sẻ ra là khoảng là 4,5 triệu đối với là chưa tích hợp karaoke. Còn đối với những khách hàng mà muốn tích hợp karaoke, mà muốn làm hệ thống mà all in one xem phim karaoke luôn, chúng ta phải mua đầu này trải nghiệm rất là đã, rất là mượt. Và cái giá của cái thiết bị có phần mềm mà tích hợp vào karaoke cho các bạn luôn á, là chưa bao gồm ổ cứng nha các bạn, chưa bao gồm ổ cứng hoặc là chưa bao gồm là hệ thống nội bộ, thì nó sẽ là cộng thêm 2 triệu nữa cho phần license bản quyền. Và bản quyền license của Smart Karaoke Player là vĩnh viễn nha các bạn. Riêng với Dual, Smart Karaoke tích hợp trên Dual là vĩnh viễn và độc quyền tại Thiên Vũ. Ok. Mong video này Vũ chia sẻ các bạn thêm một cái sản phẩm rất là xịn sò. 2023 này Vũ sẽ tích hợp con này làm rất là nhiều thứ cho những khách hàng về phòng phim, phòng karaoke, phòng giải trí all in one với những thao tác trải nghiệm đơn giản nhất và dễ dùng nhất. Nếu các bạn thấy video chia sẻ mình thấy hay thì đừng quên bấm đăng ký, like và subscribe kênh. Mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.